Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát những khoản nợ liên quan đến đất. Văn bản của Tổng cục Thuế được đưa ra sau khi Thanh tra Chính phủ phát hiện tình trạng tính thiếu cả 100 tỷ đồng với khoản thu này. Thống kê cho thấy số tiền phạt chậm nộp tại 144 doanh nghiệp được ngành thuế tính toán là gần 39,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía Thanh tra Chính phủ thống kê được con số lên tới hơn 709 tỷ đồng, mức chênh lệch lên tới 670 tỷ đồng. Các địa phương được Tổng cục Thuế yêu cầu phải rà soát và thông báo lại cho người nộp thuế để thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách. Trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo đúng quy định. Nứt, sụt lún từng mảng, không biết sập xuống bất cứ lúc.